cảnh báo ăn đậu bắp theo cách này cực độc khiến cả nhà đột quỵ chết nhanh hơn ung thư. Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trên kênh Yêu Sức Khỏe. Quý vị thân mến, đậu bắp là một loại rau dạo gần đây được nhiều người ưa chuộng vì vừa dễ ăn lại thanh mát, được đông y xem là nhân sâm xanh điều trị các bệnh nguy hiểm như bệnh đái tháo đường, có thể cải thiện hệ miễn dịch, bổ thận, hộ gan và còn có thể ngừa ung thư đường ruột nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn được đậu bắp. Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ cũng cảnh báo rằng một số trường hợp không nên sử dụng thực phẩm này mà ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản thân. Mời các bạn chúng ta cùng tìm hiểu rõ. Theo kinh nghiệm ẩm thực, nên chọn đậu bắp tươi không quá non và chỉ chữ để dùng trong khoảng không quá 3 ngày hoặc 4 ngày. Nên rửa cả trái trước khi thái thành miếng nhỏ để chế biến thức ăn, chứ không nên rửa sau khi thái để thành phần dinh dưỡng không bị hao hụt. Đậu bắp chứa nhiều fructan, một dạng carbon hydrate có thể gây tiêu chảy, đầy hơi ở những bệnh nhân vốn có vấn đề về đường ruột. Điều đáng lưu ý là bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích và một số bệnh đường ruột khác dễ nhạy cảm với thực phẩm có hàm lượng fructan cao như đậu bắp. Đậu bắp cũng có hàm lượng oxalate cao, trong khi dạng sỏi thận phổ biến nhất hình thành từ calcium oxalate. Theo Viện Bệnh Đái Tháo Đường, Tiêu Hóa và Thận Quốc gia Mỹ, thực phẩm giàu oxalate làm tăng nguy cơ sỏi thận loại này ở những người đã bị trước đó. Mặt khác thì đậu bắp chứa nhiều solanin, vốn có liên quan với đau khớp và viêm kéo dài ở một tỷ lệ nhỏ người nhạy cảm với thành phần này. Solanin cũng hiện diện trong khoai tây, cà chua, cà tím, dâu tây và atiso. Ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng vitamin K cao có tác dụng ngược đối với bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu như warfarin, là loại thuốc có tác dụng ngăn ngừa kết tụ huyết khối làm nghẽn đường dẫn máu vào tim hoặc não. Vitamin K cũng bị xem là trợ giúp cho huyết khối hình thành. Mặc dù được ca ngợi là nhân sâm với nhiều tác dụng kỳ diệu, nhưng đậu bắp vẫn có những điều cần lưu ý khi sử dụng. Một, bệnh nhân bị đông máu. Mặc dù ăn đậu bắp giúp cơ thể cải thiện cholesterol có trong máu, nhưng đối với một số trường hợp đặc biệt đang sử dụng thuốc chống đông máu thì không nên dùng đậu bắp. Trong đậu bắp có chứa nhiều vitamin K, có tác dụng tốt cho việc ngăn ngừa loãng xương, nhưng chính vitamin K lại là một trong những nguyên nhân làm tăng khả năng tạo thành huyết khối, tức là đông máu. Do vậy, những bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông máu hay những ai có triệu chứng bị đông máu thì không nên sử dụng đậu bắp, sẽ rất là nguy hiểm. Bệnh nhân bị viêm khớp cẩn thận khi dùng đậu bắp. Trong đậu bắp có solanin, đây là hoạt chất không tốt cho bệnh viêm khớp. Đối với một số nhỏ người bệnh bị viêm khớp, solanin sẽ làm cho bệnh tình ngày một nặng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng mẫn cảm với solanin có trong đậu bắp, nên những ai bị viêm khớp, chúng ta ăn đậu bắp thì nên chú ý tình trạng sức khỏe của mình. Nếu một hai lần thấy có dấu hiệu viêm khớp bị nặng hơn, thì nên cân nhắc không ăn đậu bắp mà chuyển sang các loại thực phẩm khác có chứa ít solanin hơn. 3. Người bị sỏi thận. Trong đậu bắp có hàm lượng oxalate khá cao. Theo nhiều khuyến cáo từ các viện nghiên cứu, những loại thực phẩm giàu oxalate sẽ làm tăng nguy cơ bị mắc phải chứng sỏi thận dạng calcium oxalate. Đặc biệt, những bệnh nhân từng bị sỏi thận không nên sử dụng các thực phẩm chứa nhiều oxalate vì nó làm tăng nguy cơ tái phát bệnh sỏi thận. Do vậy, mặc dù đậu bắp có nhiều tác dụng tốt cho cơ thể, nhưng ăn nhiều cũng làm tăng nguy cơ bị sỏi thận. 4. Người bị kích ứng hoặc có vấn đề về đường ruột. Nếu bạn ăn đậu bắp và bị tiêu chảy, ngoài việc nghi ngờ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, các bạn nên nghi ngờ thêm một số lý do nữa. Đó là nguyên nhân từ chính thành phần của đậu bắp. Đậu bắp có nhiều chất xơ và các loại khoáng chất giúp cho cơ thể không bị táo bón, lợi tiểu. Tuy nhiên, nếu bạn bị kích ứng hoặc có vấn đề về đường ruột, thì fructan trong đậu bắp lại làm cho bạn dễ bị tiêu chảy. Mặc dù có lợi cho những ai bị táo bón, nhưng những ai đang bị cồn ruột hoặc đau bụng không phải đau bụng ấy lại nên tránh ăn đậu bắp các bạn nhé. Theo Cơ sở Dữ liệu Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ, cho thấy ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như đậu bắp có thể giúp kéo giảm nguy cơ một số bệnh tật như đái tháo đường, tim mạch và béo phì, tăng cường sinh lực, giúp da và tóc khỏe hơn. Trong đậu bắp có chứa nhiều protein, glucid, hydrat, carbon, tinh bột, đường, bromelain và stearin.
Hạt chứa chất dầu lỏng màu vàng xanh, có mùi dễ chịu, tính hoạt nhuận, có thể ăn được. Theo đông y, đậu bắp có tính vị chua, dịu, mát, có tác dụng giảm đau và làm dịu trong các bệnh như lậu, bí tiểu tiện, bạch đới, táo bón. Đậu bắp chủ trị lậu, bí tiểu, bạch đới và táo bón với liều dùng 12-16g trên ngày, dễ lá khô. Dưới đây là những tác dụng thần kỳ từ đậu bắp mà chương trình muốn chia sẻ đến quý vị. 1. Ngừa ung thư đái tháo đường. Một loại protein có nhiều trong đậu bắp, đậu phộng và một vài loại hạt khác là lecithin có thể được dùng để chữa ung thư vú. Một khảo sát cho thấy, chữa trị bằng lecithin có thể tiêu diệt 72% lượng tế bào ung thư và kéo giảm 63% khả năng tăng trưởng của chúng. Mặt khác, nguy cơ ung thư vú, cổ tử cung, tuyến tụy, phổi và vài dạng ung thư khác tăng cao ở những người không dùng đủ folate, nên ăn đậu bắp và một số loại thực phẩm giàu folate góp phần ngăn ngừa ung thư. Dùng đủ folate đặc biệt quan trọng ở phụ nữ mang thai do thiếu folate có thể khiến thai nhi dễ bị dị tật ống thần kinh. Hút thuốc lá nhiều, nghiện rượu cũng dễ khiến cơ thể thiếu folate, nên nhóm người này cần dùng thực phẩm chứa nhiều folate như đậu bắp. Trong một nghiên cứu được các nhà khoa học công bố ở Mỹ đã nghiền vỏ và hạt đậu bắp thành bột để chữa trị chuột bị đái tháo đường. Kết quả cho thấy chuột được chữa trị có mức độ đường và mỡ trong máu thấp hơn đáng kể so với chuột không được chữa trị. Nhiều bệnh nhân tiểu đường đã thấy lượng đường trong máu giảm xuống sau khi ngâm các loại hạt đậu bắp cắt trong nước qua đêm và sau đó uống nước này vào buổi sáng hôm sau. Mặt khác, do hàm lượng vitamin K cao, giúp xương dễ thẩm thấu canxi, đậu bắp cũng được xem là tốt cho xương. Những người dùng không đủ lượng vitamin K có thể dễ bị gãy xương. 2. Tốt cho tim mạch. Là thực phẩm giàu chất xơ, đậu bắp có thể giúp kéo giảm mức cholesterol xấu trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, hạn chế nguy cơ bệnh tim, cơn đau tim và đột quỵ. Quả đậu bắp là loại quả rất tốt cho người trung niên và cao tuổi có bệnh lý về tim mạch, nên ăn đậu bắp thường xuyên để phòng ngừa các bệnh lý tim mạch. 3. Có thể xây dựng hệ miễn dịch. Đậu bắp rất giàu vitamin C, đây là loại vitamin rất tốt để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên ăn đậu bắp giúp phòng chống nguy cơ bị mắc bệnh truyền nhiễm. Các chất oxy hóa có trong đậu bắp giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và ngăn chặn sự đột biến của các tế bào gây bệnh. Một số nghiên cứu ăn đậu bắp giúp ngăn ngừa ung thư phổi, đại trực tràng và vòng họng. 4. Đậu bắp thì tốt cho mắt. Đậu bắp có chứa nhiều vitamin A và các chất beta-carotene, lutein giúp cải thiện tầm nhìn, nâng cao thị lực và ngăn chặn các vấn đề về mắt như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp ở người lớn tuổi. 5. Giúp nhuận tràng ngăn ngừa táo bón. Đậu bắp có tác dụng nhuận tràng do có nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, đầy hơi, chứng bụng, cải thiện hội chứng ruột kích thích, giảm nhu động ruột và chữa các vết loét dạ dày. Đến đây bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận, 30 tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại.